Đại đa số người giảng sanh Cần có rất nhiều người đồng tu để trợ niệm Khi làm mạng chung luôn cẩn kề cảnh tỉnh họ Họ quan hệ tiếp nhận Buông bỏ tất cả Ưu tư Dướng bận Mới có thể đi trong kinh nói người giảng sanh như thế lúc lâm mạng chung rõ ràng minh bạch hoàn toàn không sợ hãi như vậy là sao họ đã buông bỏ từ lâu chúng ta thử nghĩ xem mình thích loại giảng sanh nào nếu muốn được giảng sanh như thế không thể không buông bỏ Phải biết giảng sanh như thế công đức rất lớn Quý vị xem bao nhiêu người nhìn thấy Đều sanh tâm quan hỷ Người không tin cũng đã tin Đã tin thì tuyệt đối không còn hoài nghi Họ đã nhìn thấy trước đây ở hồng kông phu nhân của tước sĩ hà đông bà giáng sanh chính là như vậy con trai hà thế lễ vốn là một tướng quân cả gia đình là tín đồ đạo cử độc nhưng bà cụ niệm Phật Ông rất hiếu thuận Rất hiếm con Trong nhà thiết một Phật đường Bà cụ niệm Phật không ai quấy nhiễu Không ai chứa ngại Gia đình họ là tự do tín ngưỡng Suốt đời bà lão chưa từng khuyên con cháu niệm Phật Khi lâm chung Bà nói với con dâu và cháu Mẹ sắp đến thế giới cực lạc Khi mẹ đi các con niệm vài câu Phật hiệu đưa tiễn nhé Coi như là nhân duyên giữa mẹ và con Khi giảng sanh mở đại hội giảng sanh Lúc đó có ký giả đưa tin thì bà cụ giảng sanh như thế nào cáo biệt mọi người ra sao sau cùng bà nói Phật đã đến tiếp dẫn mẹ phải đi theo ngài đi rồi bà tắt thở ra đi bà giảng sanh độ được rất nhiều người vì sau cả gia đình Hà Thế Lệ đều học Phật độ cả gia đình bà cụ thớt tuyệt vời bà biểu diễn chiều sau cùng này cả gia đình đều tin theo phật đây là thật không phải giả cho nên ngôi nhà đông liên giác uyển là hồng kông chính là sản nghiệp của hà đông đã khuyên ra làm đạo tràng cúng dường tam bảo ba mươi mấy năm trước năm 1977 Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh Họ kể chuyện này cho tôi nghe Khi bà cụ giảng sanh Quả thật là được tam bảo gia trì Hoàn toàn rõ ràng không hề hồ đồ Tuy có một chút bệnh tật nhưng rất nhẹ Quý vị xem khi lâm chung Bà nói chuyện rất rõ ràng Rất minh bạch Giao phó xong mới ra đi Bản thân bà được tâm quan hỷ